Về đặc điểm và tính chất của nó, đá lam tôn siêu bền và ít biến dạng bởi những yếu tố tác động bên ngoài. Trong video ngày hôm nay thì Tuấn sẽ chia sẻ cho các bạn về đá limestone. Về khái niệm của nó, đây là dạng đá vôi tự nhiên được biết tới những trong công trình kiến trúc cổ đại vĩ đại như Kim Tự Tháp Giza, và từ nay công trình đó vẫn được tồn tại, được hình thành từ những chất canxi phối hợp với hạt trầm tích qua thời kỳ dài tạo ra những loại đá limestone đông nhất. Về đặc điểm và tính chất của nó, đá limestone siêu bền và ít biến dạng bởi những yếu tố tác động bên ngoài, có những biến thể mang màu sắc độc đáo, nhiều hoa văn. Về màu sắc, đá limestone không thu hút như nhiều loại đá khác, nhưng với một số công trình cần màu sắc đơn thuần thì limestone là một sự lựa chọn hoàn hảo. Một số chất hóa thạch từ vỏ sò giúp đá trở nên cứng cáp, mang độ bền cao hơn. Về ứng dụng của đá limestone thì được yêu thích trong những thiết kế mang phong cách châu Âu, nhất là những thời kỳ xa xưa thì limestone thường được sử dụng như một loại đá chính trong các công trình xây dựng khổng lồ. Còn ngày nay, đá limestone thường được sử dụng để ốp lát với những sân vườn và sân vận động. Thì anh chị mà muốn sử dụng những cái loại đá này thì hãy để lại tên và số điện thoại để được Tuấn tư vấn cho anh chị dùng vào hạng mục nào sẽ tốt hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại những video giá trị lần sau.